khảo với thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến. Em tên Hồ Hương là học sinh lớp 2A, trường tiểu học A Tân An, đến với hội thi tiếng Việt sáng hôm nay em xin cảm ơn giữ lời hứa. Mắt Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại, là người trên đảo em, có dân tộc Việt Nam hình ảnh được lưu trữ trong trái tim mỗi người Việt Nam hơn 40 năm đã đi xa, nhưng bác vẫn mãi là tấm gương sáng cho hàng triệu người dân Việt Nam và thế giới. Hồi ở Bắc Bó, Bác Hồ sống rất chân hà với mọi người. Hơn được tin bác đi công tác xa, trong những em đã kỳ vàng với bên bác để đến cầm tay bác thương. Ôi, bác đi công tác người nhớ mua đàn đảo một chiếc hồ mặt mẻ. Bác cứu xuống nhìn em đã hóa điểm. Xin đầu em, em xin trân trọng kính chào.